Thầy Park sẽ khiến Malaysia phải kinh ngạc bởi chiêu độc. Đội tuyển Malaysia vừa có được chiến thắng tưng bừng đến 6-0 trước Sri Lanka trước trận đấu đối đầu với thầy trò của huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân Mỹ Đình, trong khi đội tuyển Việt Nam vẫn đang tịch ngồi ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, thì các chân sút của huấn luyện viên Tai Chan Hua đã nổ súng cực kỳ tưng bừng trước cả Indonesia lẫn UAE. Đấy là những điểm tựa vững chắc để người Mã đặt niềm tin vào trận thắng trước Việt Nam. Trong khi các tiền đạo của Malaysia đang vào form, thì đó lại là điều đang khiến huấn luyện viên Park Hang-seo phải đau đầu. Ở trận gặp Thái Lan, cả Tiến Linh, Văn Toàn lẫn Công Phượng đều có rất ít cơ hội quy hiếp khung thành đối phương. Ở hai trận giao đấu nội bộ với U22 Việt Nam, đội tuyển Việt Nam đều không thể tìm được chiến thắng. Vậy lấy căn cứ ở đâu để tin rằng hàng công Việt Nam đủ sức xuyên thủng tuyến phòng ngự của Malaysia? Huấn luyện viên Park Hang-seo nhất quyết không chịu triệu tập Văn Quyết, dù cho tiền đạo này đang có phong độ cực tốt trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội. Hà Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân, những nhân tố được hy vọng sẽ làm mới hàng công Việt Nam cũng đã được trả về sau khi được thầy Park gọi lên tuyển. Công Phượng dặn dán mặt đều trong danh sách đăng ký thi đấu của St. Jordan. Tất cả những điều đó đều dẫn tới kết luận rằng hàng công Việt Nam đang bị khủng hoảng. Thêm vào đó, chấn thương nghiêm trọng của Xuân Trường cũng đang khiến huấn luyện viên Park Hang-seo mất đi một phương án tấn công dự phòng. Hoàng Hải, Hung Dũng đang rất mệt mỏi sau chuyến hành trình hành xác ở Triều Tiên, khiến bệ phóng cho các chân sút Việt Nam đứng trước nguy cơ không thể tiếp đạn tốt nhất trong cuộc đối đầu ở Mỹ Đình. Nên nhớ ngay sau trận đấu này là trận làm khách đầy khó khăn trước Indonesia ở Bali. Dĩ nhiên, người lo lắng nhất với thực trạng ấy chắc chắn là huấn luyện viên Park Hang-seo, trong bối cảnh ông thầy người Hàn Quốc đang phải vừa bế em vừa xây bột khi phải chuẩn bị cho cả đội tuyển quốc gia lẫn U22 Việt Nam. Nhưng người ta thấy ông vẫn cực kỳ bình thản. Phải chăng ông Park đã có những toan tính của riêng mình và cố tình để quá mù ra mưa, tạo tiền đề cho sự ngạc nhiên lớn dành cho đối thủ? Bất chấp việc Malaysia đang có được sức mạnh tinh thần rất lớn trước cuộc đối đầu này, các nhà cái hàng đầu châu Á vẫn nhận định thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo mới là những người chiếm ưu thế lớn trong trận đấu trên sân Mỹ Đình. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang nằm ở kèo chấp Malaysia 3/4, đồng nghĩa với khả năng Quang Hải và các đồng đội có rất nhiều khả năng sẽ hạ gục đội khách với một bàn cách biệt. Nhưng lý giải thế nào về điều đó khi tất cả thông tin đều đang hướng đến việc đội tuyển Việt Nam đang rơi vào cơn khủng hoảng trên hàng công, trong hoàn cảnh cực kỳ cần một chiến thắng để làm tiền đề cho mục tiêu ít nhất phải đoạt được vị trí nhì bảng? Biết đâu đấy mới chính là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang định hướng thông tin để rồi tung đòn giả chết bắt quạ trước đối thủ đang hừng hực khí thế, tin vào một chiến thắng ngay tại Mỹ Đình. Nhìn lại suốt hơn 2 năm qua, tất cả những chiến tích lẫy lừng mà ông thầy người Hàn Quốc này đạt được với bóng đá Việt Nam đều có dấu ấn đậm nét của thành công đến từ hàng phòng ngự vững chắc. Không ít lần đội tuyển Việt Nam cũng như U23 Việt Nam dựng thành công đòn, gậy ông đập lưng ông với các đối thủ khi chủ động phòng ngự, để rồi tung đòn phản công hạ gục đối phương. Trước Malaysia, huấn luyện viên Park có lý do để tin vào sự vững chắc của hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Dẫn Đình Trọng, bộ ba Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải đã bắt đầu kết hợp bọc lót cực kỳ ăn ý. Ở trận đấu với Thái Lan, Duy Mạnh không ít lần để thủng cánh phải sau những pha đi bóng lắc léo của Subachok. Nhưng các đồng đội của anh đều có sự bọc lót kịp thời khi khung thành của Đặng Văn Lâm vững như bàn thạch. Không chỉ có thế, với việc Trọng Quang và Văn Hậu đảm nhận hai cánh trong trạng thái sung sức, sức mạnh của hàng thủ Việt Nam được gia cố thêm rất nhiều. Khác với Công Phượng chỉ được tập ở Mỹ, tuy vẫn chưa được ra sân ở giải đấu vô địch Hà Lan, nhưng Văn Hậu đã có được 3 trận ra sân cùng đội dự bị Haravan và đang từng ngày tiến bộ ở châu Âu. Điều duy nhất mà huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn phải chờ ấy là việc Malaysia dám chơi tấn công tại Mỹ Đình hay không. Với việc ghi bàn ở cả hai trận đấu trước UAE và Indonesia, cộng với trận thắng Sri Lanka và thông tin có được từ đội tuyển Việt Nam, điều ấy rất dễ trở thành sự thật. Lúc ấy, phần việc còn lại của huấn luyện viên Park để hạ gục Malaysia trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Có thể là Công Phượng, Văn Toàn ở hiệp đấu đầu tiên để quấy phá hàng thủ đối phương, để rồi đảo bài với tốc độ của Trọng Hùng, Trọng Hoàng nơi cánh phải, với đích nhắm cuối cùng là Tiến Linh với những pha kết thúc tinh tế trong vòng cấm địa. Nên nhớ, ở cánh đối diện, Văn Hậu vẫn còn nguyên đó sự nguy hiểm với những pha lên biên của mình. Và ở phía trong, sau lưng Quang Hải là một Tuấn Anh với những pha bóng quan toàn có thể tạo nên sự đột biến. Những Trọng Hùng, Tiến Linh hay Việt Phong tưởng chừng chỉ được giữ lại đội tuyển để lấy kinh nghiệm. Nhưng trong tay của huấn luyện viên Park Hang-seo, dưới sự chủ quan của thầy trò huấn luyện viên Tan Chan Ho, sẽ là những mũi phi đao lợi hại để thầy Park dụng chiêu tiếu lý tàn đào, xuất kỳ bất bí.
hạ gục Malaysia. Malaysia càng đánh giá thấp Việt Nam bao nhiêu, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo càng dễ đá, dễ tìm chiến thắng bấy nhiêu. Đấy cũng là lý do ông Park đóng cửa với truyền thông ở cả hai trận đấu tập với U22 Việt Nam. Đấy mới chính là chỗ những đòn đánh mới và cực kỳ nguy hiểm được ông rèn giũa cho các học trò. Đây chẳng phải là lần đầu tiên huấn luyện viên Park Hang-seo tung ra những đòn mới khiến đối thủ phải kinh ngạc, và chẳng phải tự nhiên mà ông giữ lại Việt Phong, bổ sung Tiến Linh, Trọng Hùng từ U22 Việt Nam lên tuyển. Ở những trận cầu quan trọng suốt hơn 2 năm qua, đã bao giờ thầy Park không thủ sẵn đòn độc trong tay áo chưa?